Rồi, em chào tất cả anh em cầu thủ nha. Bác Trung Nam quay trở lại video của hôm nay. Video số 416 hôm là 22 tháng 7 như này. Buổi sáng nha. Thì tổng cộng sẽ có 22 mẫu cân. Thì lô cân tổng hợp. À, tất cả mẫu cân ở đây thì có những dòng như là ISO khoen lớn, khoen nhỏ cho mình. Hạ tay đánh chép được như này. Cần tay lóng ngắn. Cần lô thì có cần lô máy ngang máy đứng, độ dài từ 1m68 đến 2m7 cho mình. Trong những dòng thì lưu gần được cho mình. Cần trúc nghệ nhân, khoen đá ruby, cần Ikeda, cần Hechi của bè cho mình. Cần dây trong 3 khúc thì con này em bán rẻ thôi. Anh em về thích thì mình đánh dây trong hoặc là mình có thể là lên khoen cũng được nha. Số cần đánh biển này, đánh biển độ rất là cao. Cần 2 khúc và 3 khúc đánh ngầm đánh lăng xê. Khoen xích đầy đủ như này, rất đẹp. Và một số cần súp, đánh lục độc cần, đánh xa bờ gần bờ cho mình nha. Độ cứng từ 25 đến 30 cho mình. Thì có những dòng là khoen đá nha. Khoen đá ngọc trai, khoen trắng này, 3 khúc và cần rút. Thì phí ship bên đây vẫn như cũ là 40 ngàn một đơn. Anh em thì tất cả em khai em nhận hàng đồng kiểm hết. Anh em mua từ hai sản phẩm hoặc thanh toán chuyển khoản thì bên sẽ hỗ trợ tiền ship cho mình hết ạ. Tất cả mặt hàng bên em nhận hàng đồng kiểm như này. Hàng lỗi hay hàng bị gì thì anh em cứ hoàn về, còn đúng hàng bên em gửi anh em chốt thì cứ nhận hàng thanh toán là được rồi. Rồi cần mã số 1 thì em sẽ lên cho mình là một cần nha. Cần mã số 1, cần carbon. Con này cũng dạng là cần súp, cần ISO khoen lớn. Cần này cái độ dài của cần là 2m4, độ cứng là 20. Con này hàng Korea xuất thị trường Nhật. Đây, made in Korea cho mình. Con này nước sơn màu đỏ như này, tình trạng thì có xây xước này. Pad cần là pad Fuji F7 như này, pad Fuji F6. Fuji F6 độ cứng 20. Thì cũng vừa thôi, hàng Korea. Khoen là khoen Fuji loại xi đá xám. Con này ngọn của nó là ngọn 1.9 ly. Đây, ngọn 1.9 ly. Ngọn con này thì có 3 khoen chạy như này. Ngọn của nó nước sơn màu trắng này. Tình trạng con này thì còn ok nha, có xây xước thôi. 2m4 cứng 20. Cứng 20 thì nó tính theo cần ISO nó tầm khoảng một cứng 4 như mình như này. Cứng 4. À, khoen bắt là khoen bắt Fuji hết. 2m4 cứng 4, con này trọng lượng của nó thì tương đối nhẹ thôi. Trọng lượng cần là 135 g. Mã số 1, giá con này là 600 như này. 600 ngàn. Rồi mã số 2, tôi sẽ được con ISO khoen nhỏ. Con này thì có dòng NFT. Cần ISO khoen nhỏ dòng Hiplop như này. Độ dài cần là 5m4, độ cứng 3. Con này hàng Singapore xuất thị trường Nhật. Đây, Singapore xuất thị trường Nhật có mã code và tem vàng đầy đủ, tem nội địa nha anh em. Bắt là bắt vặn NFT chính hãng. Con này phơi cần là phơi cạch màu xoắn hết cho mình nha. Có nắp chụp kèm. Đây. Lỏng rất là đẹp như này. Con này độ cứng là độ cứng 3. Anh em hạ tay thì tầm khoảng 4H nha. Cần ra thẳng tắp cho mình luôn. Thì bên em hỗ trợ hạ tay cho mình. Thì những dòng này em đánh chép được cho mình ạ. Nhưng cần rất là thẳng. Dạng vượt cứng như này. Thì con này hai lóng trên của nó là carbon xoắn vân. Còn những lóng ở dưới là carbon xoắn hay da hết. Độ cứng 3 con này ngọn cần là ngọn 1.4 ly. Ngọn cần là có 3 khoen chạy như này. Đây. 3 khoen chạy phôi carbon xoắn vân. Thì tất cả những lóng còn dưới nha đều carbon xoắn hay da. Hạ tay tầm khoảng 4H cho mình. Đánh chép được nha, cần rất là thẳng. 5m4 độ cứng 3. Tem vàng đầy đủ, con này trọng lượng cần là 250 g. Mã số là mã số 2. Giá cần là 1.6 triệu cho mình nha. Ôi mã số 3 thì sẽ là một cần tay lóng ngắn carbon như này. Tay lóng ngắn hàng Korea xuất thị trường Nhật, có tem lửa cho mình. Cần này có độ dài cần là 5m4 của dòng Rinrio. Này. Con này còn rất đẹp nha, tay cầm thì được làm bằng nhám này. Con có nắp chụp kèm, nắp chụp gỗ riêng cho mình ạ. Có này ngọn cần là ngọn 0.8 ly, ngọn 0.8 ly. Độ bù 360 độ này. Ngọn 0.8 ly như này. Nước sơn màu đỏ, độ cứng con này tầm khoảng là 3H. Cần ra rất là thẳng nha, độ nảy tốt cho mình ạ. Con thì có rất là đẹp nha. Những lóng của nó thì là phôi carbon. Tình trạng thì còn mới hết ạ. Còn mới cho mình hết nha. Con này mới trên 95%. 5m4 cứng 3H cần tay lóng ngắn. Và những dòng này phôi dày, đánh chép được cho mình. Con này trọng lượng cần là 220g. Mã số 3, giá cần là 650 như này. 650 ngàn. Có đắp chụp kèm. Rồi mã số 4 trở lên, đây là một số cần lưu như này. Cần lưu 2 khúc, máy đứng máy ngang. Mã số 4 thì là một cần lưu máy đứng. Cần lưu máy đứng carbon. Cần này có dòng là Bassmaster. Độ dài cần là 1m8 như này. 1m8. Đây, khoen pass là con này khoen pass Fuji hết. Khoen Fuji là xi đá xám. Phôi là phôi carbon xoắn vân màu xanh. Con này ngọn cần là ngọn 1.8 ly. Độ cứng con này rơi cho mình tầm khoảng vào ML như này. ML thông số tải 10 con này mát tầm khoảng 21g. Anh em đánh giá hơi và giá thật đều được cho mình. 2m1 2 khúc, 1m8. Chỗ này thì hơi bị xước một xíu nha. Xước miếng xốp này. Còn pad là pad vặn carbon cho mình luôn. Khoen Fuji, xứ xám. 1.8 con này hàng xuất Nhật cho mình. Trọng lượng cần là 100g thôi. Từ đó nhẹ cho mình.
Cái đấy có mã số 4, giá con này là 600 nha anh em, 600.000. Rồi mã số 5 thì em sẽ lấy một cần lô máy đứng cho mình nha anh em, cần lô máy đứng của dòng Sunfit. Sunfit. Cái này có độ dài cần là 1m68, độ cứng là ML. Con này hàng Korea xuất thị trường Nhật, máy hàng Korea đầy đủ này. Có tem vàng nha anh em, tem nội địa cho mình. Phơi con này là phơi carbon xoắn hay da. Phơi carbon xoắn hay da nha. Dàn khoen là dàn khoen Fuji. Dàn khoen Fuji. Pad là pad chính hãng của mình luôn nha, pad Korea cho mình ạ. Tay cầm là cán mút khoen Fuji hết. Phơi carbon xoắn như này, xoắn hay da. 1m68, con này độ cứng cần rơi cho mình tầm khoảng ML thôi. ML cho mình. ML thì nó vừa như này. Con này trọng lượng cần là 120g, mã số 5, giá con này là 550.000, 550 ạ. Rồi tiếp theo mã số 6, tiếp sẽ là một cần lưu máy ngang như đây. Con cần lưu máy ngang cho mình. Đây, lưu máy ngang nha. Con này còn nguyên cái siêu chưa bóc nha. Chưa bóc này còn rất là đẹp. Cần lưu máy ngang cần nó có độ dài cần là 1m8, độ cứng cần là ML như này. Độ cứng ML. ML thì cũng vừa thôi, 1m8 máy ngang. Con này hàng Korea xuất thị trường Nhật. Phôi còn rất là đẹp nha. Dàn khoen cần là dàn khoen Fuji, loại xi đã xám hết. Tình trạng con này thì còn mới cho mình này. Phôi là phôi carbon xoắn vân hết ạ. Cầm tay cầm cán gỗ, bát có là bát phẳng Fuji. Bát phẳng Fuji. Tình trạng còn ok cho mình hết như này. 1m8 cứng ML, con này trọng lượng cũng cần là 100g thôi, rất là nhẹ như này. Cái này có mã số 5. Mã cái này mã số 6 nha em. Mã số 6, giá con này là 600.000. 600.000 ngọn 1.7 ly. Cần lưu máy đứng một máy ngang 1m8 cứng ML. Khoen bát Fuji hết. 600 ạ. Rồi tiếp theo mã số 7 thì em sẽ cũng lấy một cần lưu nha. Cần lưu máy đứng 2 khúc. Con này thích hợp cho này mình lưu gần được nha. Lưu gần được này. Cần lưu 2 khúc. Cần này có dòng là Sack Water. Độ dài cần là 2m7. Độ cứng là L như này. L. L thì cũng vừa thôi. Con này thông số tải mồi cho mình là từ 14-42g. 42g thì mình có thể đánh giá thực được nha. Phôi con này là phôi carbon xoắn caro này. Xoắn caro như này này. Rất là đẹp. Dàn khoen là dàn khoen Fuji 3 chân. Loại siêu đá xám. Con này khoen đề 3 khoen lớn. Khoen 30 ạ. Khoen 30 như này. Con này ngọn cờ là ngọn 2.2 ly. Ngọn 2.2 ly. Độ cứng L. Thông số tải mồi rất là tốt. Phôi carbon xoắn caro. Tay cầm của nó là một cán mút như này. Bằng cán mút. Bát là bát Fuji chữ vàng. Vách vàng rất là chắc chắn nha. Thì những dòng thì đa số hàng nó là hàng nội địa Nhật Bản hết. Nó có tem vàng đầy đủ cho mình. 2m7. Thông số tải mồi rất là cao như này. Lưu gần lưu lục bình được cho mình này. Đánh nhất thật nhá, hơi được hết. Rồi tình trạng con này còn mới, con này trọng lượng cần là 198g, mã số 7 nha anh em. Mã số 7, giá con này là 1.200.000. Rồi mã số 8 thì là một cần dạng cần Hechi cho mình nha. Hechi cô bé cho mình. Cần là cần trúc nghệ nhân. Cần trúc nghệ nhân cho mình ạ. Cần này có độ dài cần là 1m75. Cần trúc nghệ nhân 1m75, dạng là cần Hechi nha anh em. Hechi cán trúc này. Cán trúc cho mình. Bát là bát Fuji F6. Những dàn khoen của nó đều là dàn khoen Fuji đá ruby nha này. Fuji đá ruby này. Đây, khoen đá ruby. Có này ngọn cần là ngọn tháp nha. Ngọn tháp, ngọn carbon. Còn toàn thân là cần trúc hết cho mình. Trúc thực hàng nghệ nhân ạ. Có này ngọn cần là ngọn 1.4 ly. Ngọn là cần là ngọn đặc, ngọn tháp. Khoen cần là khoen đá ruby hết. Đây, khoen đá ruby cho mình hết ạ. Có này trọng lượng của nó cần là 185g. 185g. Có này tính theo cần Hechi thì độ cứng của nó rơi cho mình tầm khoảng vào 20 nha. Tầm khoảng 20 cho mình. Cực trúc nghệ nhân. Con này có mã cần là mã số 8, giá cần là 500.000 ạ. 500.000 nha anh em. Rồi mã số 9 thì là một cần Ikeda 2 khúc, con này dạng cần Ikeda cho mình. Cần Ikeda 2 khúc carbon, độ dài con này là 2m1 nha anh em. 2m1, con này là dòng của Nissin nè. Nissin nội địa Nhật Bản, có tem đầy đủ cho mình. Tay cầm là cán mút, cái này cầm cán cuốn chĩa nha anh em. Tay cầm là cán cuốn chĩa nha. Bát con này là bát Fuji F6. Dàn khoen con này là dàn khoen Fuji. Fuji cho mình. Đây. Dàn khoen Fuji đá xám. Con này ngọn cần là ngọn 1 ly. Con này Ikeda nha anh. Ikeda rất là dẻo. Những dòng Ikeda thì đem cô bè. Con này thì 2m1 cho mình nha. Em sẽ test cần cho anh em xem. Rất là dẻo luôn. Những dòng Ikeda thì mình biết rồi. Con này thì ngọn cần là ngọn ở ngoài nha. Ngọn gần dạng là cần 2 khúc cho mình. Đây. Ikeda rất là dẻo như này. Độ dài con này là 2m1. Ikeda carbon. Hàng nội địa cho mình. Con này trọng lượng cần là 120g. Mã con này là mã số 9. Giá là 500 nha anh. Giá cần là 500.000 cho mình ạ. Ikeda 2m1 cho mình. Hàng nội địa nha. Rồi mã số 10 thì em sẽ là một cần này. Con này dạng cần Hechi. Cô bè cho mình. Cần Hechi 2 khúc. Cần này của hãng là Suyumi nha nè. Suyumi. Cần này độ dài cần là 1m8. Độ cứng là độ cứng 15. Con này thì có bao vải kèm nha. Bao vải zin Suyumi cho mình luôn.
Rồi cần hai chi cô bé cho mình con này pad, cần là pad Fuji Stylus nha. Pad xịn cho mình này. Độ cứng 15 thích hợp anh em mình cô cảm giác thôi. Con này ngọn cần là ngọn đặc, ngọn tháp, ngọn 1.1 ly. Độ cứng 15. Đầu bu Fuji Sheet, còn tất cả dàn khoen của nó đều là dàn khoen Fuji. Lọ xi đá xám. Tình trạng thì còn rất là mới cho mình nha. Xiaomi cho mình ạ. À, cậu ok hết, pad là pad xịn cho mình này. Có bao vải kèm. Con này trọng lượng cần rất là nhẹ nha anh em, 110g. Mã số con này là mã số 10. Giá cần là 600 nha anh em. 600 ngàn cho mình thôi ạ. Rồi mã số 11 nha anh em. Mã số 11 thì em sẽ là một cần Hechi 2 khúc của dòng Daiwa. Cho nên anh em mình có bè được nè. Cần Hechi 2 khúc, con này của dòng Daiwa, độ dài cần là 2m1, độ cứng cần là 20. Độ cứng 20. 20 nha. Tem vàng nội địa Nhật Bản, con này dàn khoen cần là dàn khoen Fuji, lọ xi đá xám hết, phát quang hết cho mình nè. Phát quang hết ba chân. Rất chắc chắn là hỗ trợ anh em mình câu băng đêm. Có thể thấy nè, thấy ngọn nha. Có này ngọn cần là ngọn đặc, ngọn tháp, ngọn cần là ngọn 2 ly cho mình ạ. Ngọn 2 ly. Phôi carbon xoắn vân hết. Tình trạng con này thì còn ok này. Có xây xước không đáng kể. Mới tầm khoảng 90%. Cần hai chi đây qua 2m1. Cứng 20 thích hợp anh em mình câu bè nha. Câu bè câu băng đêm được này. Cán là cán gỗ, anh em mình rất là dễ tì tay. Đây, rất đẹp nha. Khoen phát quang hết. Con này trọng lượng cần là 180g, mã số con này là mã số 11 nha anh em. Mã số 11. Giá con này là 750.000 ạ. 750 cho mình ạ. Rồi, mã số 12, ta sẽ một cần dây trong 3 khúc nha. Cần dây trong 3 khúc của hãng Ryobi. Cần dây trong 3 khúc của hãng Ryobi, cần này cái độ dài cần là 3m6, độ cứng là 50. 36 độ cứng 50. Thì dẫn dầm là có mã code nha. Mã code và tem vàng đầy đủ hết. Thì dẫn quay là số là hàng nội địa cho mình. Khoen con này là khoen full sheet nha. Khoen sheet cho mình, độ cứng 50 thì cũng vừa thôi. Đây, độ bu sheet này. Thì dẫn dầm mà thì anh em về đánh nha. Mình có thể là đánh dây trong cũng được, hoặc là mình lên khoen. Đánh dây trong thì nó giấu dây trong thì nó khỏi phải bị gió như này. Gió thổi bay. Pad con là pad Fuji chữ vàng, tay cầm là cán mút. Thì con này anh em về luồn cước thì mình lấy dây con cước lớn á, mình luồn đơn giản thôi. Xong mình nối cước nhỏ vào. 36 cỡ 50 nha anh em. Con này ngọn cần là ngọn 2.7 ly, ngọn lớn cho mình này. Ryobi hàng nội địa Nhật Bản, có đóng semi chống nổ hết. Tình trạng còn ok. Thì em sẽ bán rẻ cho mình, anh em thích thì mình về lên khoen cũng được nha. Lên khoen cho mình thôi. Con này trọng lượng cần là 360g, 3 khúc dây trong Ryobi 36 cỡ 50. Ngọn cần là ngọn 2.7 ly, mã số 12. Giá bán là 500 nha anh em. 500.000 ạ. Rồi mã số 13, ta là một cần 2 khúc cho em đánh biển nha. Đánh biển, đánh bạo lực cho mình nè. Cần 2 khúc. Cần 2 khúc của hãng Daiwa, Daiwa Carbon Wicker. Cần này có độ dài cần là 2m1, độ cứng là 300 nha. Độ cứng con này là 300. Dàn khoen là dàn khoen Fuji Sheet, Fuji Sheet biển nha. Đây, con này dàn khoen Fuji Sheet biển cho mình này. Thì các chân khoen của nó thì hơi xây xước như này. Cái này thì em về sơn lại được nha. Sơn cho mình được nè. Carbon Wicker thì những dòng này thì lâu ngày thì nó bị chóc sơn. Khoen là khoen full sheet biển hết cho mình ạ. Khoen full sheet biển này độ cứng 300 rất là chắc chắn. Những dòng này thì anh em về câu cá tầm khoảng 5-70kg được như này. Đánh biển có buộc dây bảo hiểm này. Bắt là bắt vặn. Những dòng này thì là cán của nó là cán inox. Nó là dạng như là có đối trọng nha. Mình cầm nó không bị nặng tay. Đây, tay cầm là cán mút này. Đánh này mà có thể là đánh máy điện được như này. Đánh máy điện, đánh máy lớn được cho mình này. Khoen rất là lớn. Có này ngọn, có này là ngọn 4.2 ly. Ngọn cần là ngọn 4.2 ly, độ cứng là 300 nha anh em, của Daiwa. Đây, Daiwa nha. Những khoen của nó là khoen full sheet hết, còn nguyên bản nguyên zin. Đây, dây kéo như này, dây cước đầy đủ, nhưng mình hơi bị xây xước thôi. Anh em về sơn lại được nha. Thì con này em sẽ bán rẻ cho mình thôi. Cần như này trọng lượng cần là 620g, mã số là mã số 13, giá là 1.600.000 nha anh em. Chắc là 1.600.000 ạ. Rồi mã số 14, thì em sẽ là một cần 2 khúc cho mình đánh tra đánh chim. Đánh trà đánh chìm được cho nè. Cần hai khúc cần này của hãng là Navigator. Navigator cho nè. Độ dài cần là 3m. 3m. Cần này có rất là đẹp nha. Nước sơn của nó còn rất là mới này. Con này hầu như không rất là mới cho mình luôn. Tất cả dàn khoen con này đều là dàn khoen full sheet như nè. Full sheet đồ hỗ trợ đồ bu full sheet chống xoắn luôn này. Ngọn cần là ngọn 2 ly. Con thì khoen rất là nhiều. Thì những dòng đánh ngâm đến đăng C, nó phân bố lực tốt cho nè. Khoen nhiều phân bố lực tốt, tại cá tốt cho mình này. Khoen full sheet hết. Tay cầm là cán mút pad Fuji chữ vàng, tình trạng con này thì mới trên 90%. Tay cầm của nó thì được bọc một màn co nhiệt như này, màn co nhiệt xin cho mình luôn. Đây, chỗ làm nhám này, rút ra rút vào dễ hơn. 3m cứng tầm khoảng từ 50 đến 80, anh em thử đánh tra đánh chim được cho mình nha. Tình trạng con này thì còn rất là mới. Hàng nội địa Nhật Bản, khoen là khoen full sheet cho mình ạ. Còn rất là mới như này, ngọn 2 ly. 3 khúc cứng từ 50 đến 80 Navigator, tình trạng còn mới tinh. Con này trọng lượng cần là 360g. Mã số là mã số 14, giá cần là 1.500.000 nha anh em. 1.500.000.
Rồi mã số 15 thì em sẽ lên một cần 3 khúc. Còn là chạy nào đánh ngầm đánh là C được này. Cần 3 khúc như này. Rồi cần 3 khúc cần của hãng là Olympic, Olympic Mamiza. Độ dài con này là 3m6, độ cứng là 50. Độ cứng 50 như này. Con này hàng Korea xuất à, hàng made in Japan nha. Em nhầm, con này nội địa Nhật Bản nha mình, made in Japan. Có mã có tem vàng đầy đủ nha. Đây, made in Japan. Olympic nội địa cho mình. Con này dàn khoen cần là dàn khoen Fuji, khoen lá hết. Đây. Tay cầm là cán gỗ như này, dạng cán bần, pad Fuji chữ vàng. Những dòng rất đây rất là cao. Tay cầm chỗ này thì nó làm vuông nha, làm cầm rất là chắc tay, dạng như có đối trọng cho mình. Thì tất cả dàn khoen con này đều là dàn khoen Fuji, khoen Fuji, khoen lá hết ạ. Đây, khoen Fuji, khoen lá như này. Độ cứng 50 thì anh em đánh chép, đánh ngầm đánh làng xe được cho mình. Ngọn con này là ngọn 2.2 ly. Tình trạng con này thì có ok như này. Nội địa Nhật Bản cho mình, Olympic 36 cứng 50. Đây, còn rất là ok nha, còn rất là đẹp luôn. Con này trọng lượng cần là 390g, mã số cần là mã số 15. Mã số 15, giá con này là 1.300.000 như này. Giá là 1.300.000. Rồi mã số 16 thêm là một cần 3 khúc như này. Cần 3 khúc đánh ngầm lăng xê cho mình này. Con này phối rất là dày. Cần 3 khúc cần này có hãng là Olympic cho mình luôn. Olympic như này, Olympic Mamiza. Cần này có độ dài cần là 3m3, độ cứng là 80. Độ cứng 80 thì em sang hàng nha. Sang hàng đánh tra đến chìm được cho mình. Dàn khoen con này là dàn khoen full set như này. Dàn khoen full set 3 chân hết. Riêng cái ngọn của nó đều là dạng ngọn này, ngọn khoen khoen lá như này. Khoen lá, khoen set. Còn tất cả là khoen Fuji set 3 chân. Tay cầm con này thì bằng cán gỗ nha, nó còn nguyên cái siêu nha. Anh em thích thì mình về mình tháo ra, sẽ có rất là mới. Pad là pad Fuji Olympic pad xịn cho mình. Con này phối rất là dày như này. Dày đến tra đến chìm được, độ cứng 80. Thì những dòng thì nó có cái định vị nha. Đây, nó có định vị lóng này. Anh em dắt vào nó sẽ không bị lệch khuyên. Độ rất là cao nha. Khoen xích hết. Ngọn của nó là ngọn khoen Fuji. Khoen lá, khoen xích. Còn tất cả dàn khoen đều là khoen Fuji 3 chân hết cho mình ạ. Có này ngọn cần thì ngọn lớn, ngọn cần là ngọn 4 ly. 4 ly như này. Độ cứng 80, 3m3. Rất bảo đánh bạo lực nha. Những cái dòng mà tôi phối rất là dày. Anh em có thể bò cá, săn hàng đến chấm đen được cho mình ạ. Con này trọng lượng cần là 600g, mã số là mã số 15. Giá con này là 1.800.000 như này. 1.800.000. Rồi tiếp theo là một cần mã số 16, một cần của dòng Shimano như này. Shimano con này độc lạ cho mình nha. Cần này là cần rút của dòng Shimano, con này dạng là cần súp như này. Độ dài cần là 3m6, độ cứng 1. Cứng 1 con này tính theo cần súp thì độ cứng tầm khoảng là 20. 20 cho mình nha này. Phôi con này là phôi cạch bon xoắn 2 giá này. Thì con này là rất là độc nha. Em tính cho mình con này thì ngọn của nó là ngọn tháp như này. Ngọn tháp. Hỗ trợ được bộ full set này. Đây. Tất cả dàn khoen là khoen 3 chân full set. Thì con này là ngọn cái là ngọn cắm vào như này. Cắm vào nha. Nó có định vị lóng cho mình này. Định vị lóng và định vị khoen cho mình này. Đây. Mình rút mình cắm vào thôi. Cái này thì em sẽ cắm vừa cho mình nha. Anh em muốn câu thì mình gác vào một xíu nữa. Phôi con này là phôi cạch bon xoắn 2 da hết. Đây. Tôi này tính theo cần lục thì độ cứng con này cứng tầm khoảng từ 20 đến 25. Khoen full set cho mình hết ạ. Phôi cạch bon xoắn 2 da. Thì những dòng này hạ tay cũng được như này. Hạ tay cũng được rất là đẹp nha. Shimano hàng nội địa Nhật Bản cho mình. Phôi cạch bon xoắn 2 da. Con này dạng là cần súp. Độ dài con này là 3m6 cho mình ạ. Phôi cạch bon xoắn 2 da hết. Dàn khoen có là dàn khoen full set như này. Đây. Dàn khoen cái là dàn khoen full set hết. Độ rất là cao nha. Con này trọng lượng của cần là 320g, mã số 17, giá con này là 1.200.000 như này. Giá là 1.200.000. Thì ngọn cần là ngọn gác vào. Thì những dòng này thì đời của nó là nguyên bản nguyên zin nha. Đây. Ngọn gác vào cho mình. Thì anh em lấy xem gắn thử kèm nha. Có dấu định vị cho mình này. Rất là tiện nha, phôi cạch bon xoắn hết. Hàng nội địa Nhật Bản cho mình ạ. Rồi tiếp theo, nó sẽ là một cần súp như này, một số cần súp đánh lục đầu cần cho mình. Đánh lục nha. Cần súp tức là cần mã số 18, cần này có hãng là Shimano như này. Shimano. Cần này có dòng là Hipower, độ dài cần là 4m25, độ cứng là EX như này. EX thì nó tầm khoảng là 25. 25 là tầm khoảng là 25 tới 30. Đây, bát con này bát Fuji. Bát Fuji F7 nè. Con này thì tình trạng con này phôi cạch bon xoắn 2 da hết cho mình này. Đây. Con này thì độ mới tầm khoảng 85%. Phôi cạch bon xoắn 2 da như này. Nguyên bản nguyên zin cho mình. Dàn khoen con này là dàn khoen full set nha. Dàn khoen full set hết. Hỗ trợ đầu bộ full set. Con này độ cứng là S. Ngọn con này là ngọn 2.6 ly. Thì cái ngọn của nó thì nó sơn như này. Mấy người Nhật bên đó thì nó hay sơn mấy cái ngọn để phát quang nha. Mình dễ thấy hơn. Thì nó hơi xấu tí. Cái này mình về mình tẩy cũng được nha. Mình lấy cái đồ tẩy móng tay mình tẩy được này. Hoặc là mình để thì cũng được, chả sao. Ảnh hưởng gì nha này. Rồi con này ngọn cơ là ngọn carbon xoắn vân. Còn tất cả những gai lóng còn lại là carbon xoắn hai da hết cho mình này. Xoắn gừng hai da cho mình nha này.
Tình trạng thì có nổ sơn nha, nổ sơn lớp bóng 2K. 4m25 cỡ ngay cho mình. Con này trọng lượng cần là 440g. 440g, mã số cần là mã số 18 nha. Mã số 18, giá con này là 2.400.000, 2.400.000 ạ. Cái chỗ mút này hơi cũ một xíu như này. Cái này mình bóc ra cũng được, để về cũng được, không sao. Rồi tiếp theo em sẽ là một cần súp như này. Cần súp của dòng Olympic. Cần thì có bao vải kèm ạ. Bao vải kèm cho mình. Cần súp của dòng Olympic. Cần này có độ dài cần là 4m2, độ cứng là 30 như này. Độ cứng 30. Dòng Olympic Century. Pad Fuji F7 cứng 30 thì tổng quản là xế cho mình. Tay cầm thì được làm bằng nhám như này. Nhám, hàng là hàng nội địa Nhật Bản, tem vàng đầy đủ này. 4m2 độ cứng 30. Thì anh em đánh tầm khoảng 30 35 m độ lại là vừa. Dàn khoen của này là dàn khoen Fuji. Fuji đen loại xi đá xám. Con này ngọn cần là ngọn 2.8 ly. Tình trạng con này còn ok cho mình nha. Nó có bao vải kèm. Thì con này có định vị nha anh. Nó có định vị khoen này. Đây, dòng này có định vị khoen cho mình thấy nha. Olympic. Phôi là phôi carbon xoắn hay da hết. Đây, có định vị khoen cho mình hết. Hàng nội địa Nhật Bản cho mình. Cứng 30 ha, cứng 30. Độ dày cần là 4m2. Tình trạng con này thì còn mới, tầm khoảng 90%. 4m2 cứng 30 nguyên bản nguyên zin cho mình luôn, không thiếu hụt phần nào ạ. Con này trọng lượng cần là 380g thôi, tương đối nhẹ cho mình. Olympic hàng nội địa. Con này mã số 19 nha này, mã số là 19, giá con này là 2 triệu ạ. 2 triệu cho mình nha. Rồi mã số 20, thêm lên một cần súp của dòng Daiwa. Súp Daiwa nha này. Cần súp Power của dòng Daiwa, độ dài con này là 4m2, độ cứng là độ cứng 25. Con này hàng Korea xuất thị trường Nhật, có mã code và tem vàng đầy đủ, tem nội địa như này. Daiwa. Dàn khoen con này là dàn khoen Fuji hết, Fuji loại xi đá xám. Con này hỗ trợ đầu bu chống xoắn cho mình nha này. Con này độ cứng 25, ngọn con này là ngọn 2.8 ly. Đây, ngọn cần có hai khoen chạy nha. Khoen là khoen Fuji hết. Phôi carbon xoắn vừa hết này. Cái bàn sóng vân. Tình trạng này còn ok chứ mà như này. 4m2 cứng 25, thích hợp anh em đánh lọc đồ cần thôi. Đánh gần bờ tầm khoảng 15 đến 20m đổ lại là vừa. Đây qua còn Super Power 4m2 cứng 25. Tình trạng thì còn ok hết. Con này trọng lượng cần là 330g. Mã số là mã số 20. Giá con này là 1 triệu như này. Giá con là 1 triệu cho mình ạ. Rồi mã số 21. Thêm xin một cần súp như này. Đánh lọc đồ cần cho mình. Cái dòng Super Leader như này. Super Leader độ dày con này là 4m25. Độ cứng là DX. Hàng Indo xuất thị trường Nhật, có mã code và tem vàng đầy đủ. Đây, tình trạng con này thì còn ok cho mình nha. Slider. Pack là pack Fuji Stylus nha. Thì con những dòng này thì là khoen của nó là khoen đá ngọc trai màu trắng như này. Khoen Fuji màu trắng cho mình. Có đắp chụp zin kèm cho mình ạ. Đây, nhà khoen khoen trắng như này. Khoen trắng hết. Con này độ cứng là DX thì nó tầm khoảng là 27. 27 thích hợp anh em đánh từ khoảng 25m nha. Đến 30m đổ lại. Con này ngọn cần là ngọn zin. Đây, khoen Fuji, ngọn zin theo cần này. Ngọn là cắt và xoắn ngay da. Có định vị khoen như này. Đây, có định vị khoen hết cho mình này. Đời rất là cao nha. Chỗ này dính keo cho mình thôi. Phôi là phôi cắt và xoắn vân hết. Nước sơn màu trắng nha. Con tình trạng của nó thì còn đẹp. Thì những con này thì anh em cứ inbox nha. Em sẽ gửi mẫu hình cho mình qua Zalo. Này, khoen Fuji đã trắng hết. 4m25 cứng DS tầm khoảng là 27 như này. Shimano Slider. Con này trọng lượng cần là 390g, mã số là mã số 21. Giá con này là 3.700.000 nha anh em. 3.700.000 ạ. Rồi tiếp theo cuối cùng nha anh em, em sẽ lên một con cần 3 khúc của dòng Ryobi. Cho em đánh lục đồ cần này. Hoặc là mình đánh tầm khoảng thì những cái dòng này nha anh em. Cần lục 3 khúc của dòng Ryobi. Sẽ báo tình trạng cần. Độ dài cần là 4m25, độ cứng là 27 của dòng Sub Sky nha anh em. Sub Sky. Con này hàng Korea xuất thị trường Nhật, có mã code tem vàng đầy đủ cho mình luôn. Dàn khoen con này là dàn khoen Fuji, khoen đồng sống như này. Đây, khoen Fuji, khoen đồng sống hết này. Khoen đồng sống, khoen lọ xích hết. Cần đi kèm cho mình là 6 khoen. 6 khoen. Con này ngọn cần thì ngọn lớn cho mình nha. Ngọn con này là ngọn 3.3 ly. Con này rất là cứng như này. Con này tính theo cần rút thì độ cứng của nó rơi cho tầm khoảng vào dựng C cho mình nha. Tầm khoảng 30 đến 33 cho mình. Nhưng rất là cứng. Dòng thì anh em đến tầm khoảng 30 35 m độ lại cũng vừa cho mình. Độ cứng 27 nhưng rất là cứng nha. Pad Fuji Stylus. Khoen là khoen Ruby. Đây, khoen đá nha. Khoen đá xích cho mình hết. Khoen dạng khoen đồng sống. Ryobi 4m25 cứng 27. Cứng tầm khoảng là set của gần rút cho mình ạ. Con này trọng lượng của nó là 550g, mã số cần là mã số 22. Giá con này là 4 triệu như này. Giá cần là 4 triệu cho mình ạ. Rồi tổng cộng là 22 mẫu cần như này. Em gửi cho anh em mình.
Anh em ân mẫu nào cứ comment mã số cộng số điện thoại nha, em sẽ tự liên lạc cho mình. Hoặc ưu tiên anh em chốt đơn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại nha, hoặc qua Zalo bên em sẽ tiện cho mình. Thì anh em xem được video cho em được đăng ký bật thông báo, thì em một ngày trung bình một ngày em sẽ lên 1 đến 2 video để cho anh em tham khảo nhiều mẫu cần và máy hơn. Rồi, chúc anh em một ngày tốt lành nha.